Thị trường kinh doanh dược phẩm đang thay đổi quá nhanh, cứ 300m lại có một nhà thuốc và quầy thuốc được mở ra. Các hệ thống lớn đang phát triển và phủ khắp các tỉnh thành Việt Nam. Rất nhiều nhà thuốc truyền thống đang gặp phải vô vàn những khó khăn và thử thách trước những sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường. Rất nhiều nhà thuốc đang rơi vào tình trạng giảm doanh thu từ 20 đến 30%. Bán hàng theo mô hình truyền thống, mở cửa hàng ra và chờ khách hàng đến, chưa biết cách áp dụng những chương trình marketing vào nhà thuốc. Bán hàng online trên các nền tảng Facebook, Zalo, TikTok nhưng vẫn không hiệu quả. Chưa biết quy trình chăm sóc để giữ chân khách hàng cũ và gia tăng khách hàng mới. Chưa tối ưu được đầu vào dẫn đến không cạnh tranh được giá bán so với các đối thủ trên thị trường. Chưa biết cách lựa chọn những sản phẩm chiến lược phù hợp với chân dung khách hàng để gia tăng khách hàng cho nhà thuốc. Chưa biết cách áp dụng công nghệ vào quản trị và vận hành nhà thuốc. Nhiều nhà thuốc doanh thu tốt nhưng cuối tháng vẫn không thấy tiền đâu. Chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu trong việc điều trị. Nhận diện thương hiệu chưa thực sự nổi bật và thu hút khách hàng. Nếu các nhà thuốc và quầy thuốc đang gặp phải các tình trạng khó khăn như vậy thì Big Family rất mong muốn được hợp tác với các anh chị để chúng ta cùng tạo ra một cộng đồng nhà thuốc liên kết hợp tác và phát triển lớn mạnh trên thị trường. Vậy giải pháp nào dành cho các nhà thuốc và quầy thuốc trong giai đoạn hiện nay? Tôi là Cao Xuân Thoại, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Big Pharm, CEO Founder chuỗi hệ thống nhà thuốc liên kết Big Family với 1.800 nhà thuốc uy tín trải dài trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam. Tôi đã giúp cho các nhà thuốc và quầy thuốc trong tập đoàn cũng như hàng trăm nhà thuốc liên kết hợp tác tăng trưởng doanh thu x2, x3, thậm chí rất nhiều nhà thuốc có doanh thu tăng trưởng x5 lần sau 6 tháng hợp tác. Tôi đã giúp rất nhiều những đối tác chiến lược nhân bản từ 1 nhà thuốc lên 3, lên 5, lên 7, thậm chí là lên hơn 10 nhà thuốc. Chương trình tham gia hợp tác cùng Big Family dành tặng cho 20 nhà thuốc may mắn nhất trong line này. Với đơn hàng đầu tiên chỉ từ 20 triệu thì anh chị sẽ được nhận rất nhiều những chính sách ưu đãi miễn phí lên đến hàng trăm triệu như sau. Được nhận 20 triệu tiền sản phẩm, chất lượng và chính sách chiết khấu tốt nhất trên thị trường. Miễn phí sử dụng thương hiệu trong suốt thời gian hợp tác trị giá 30 triệu. Tài trợ miễn phí biển bảng với chất liệu cao cấp nhất trên thị trường để giúp nhà thuốc nổi bật và nhận diện thương hiệu tốt hơn trị giá 15 triệu. Miễn phí tư vấn từ xa cho tất cả khách hàng khi qua nhà thuốc đến từ trên 150 các chuyên gia bác sĩ đầu ngành tại các bệnh viện lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam như là Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Bôn, Nhi Trung ương trị giá 20 triệu. Miễn phí những khóa đào tạo chuyên sâu và chăm sóc khách hàng chuẩn theo chuỗi trị giá 10 triệu. Hỗ trợ miễn phí phần mềm bán hàng liên thông với cổng dược quốc gia trị giá 5 triệu. Miễn phí các chương trình tư vấn hỗ trợ sự kiện, khai trương, tri ân để gia tăng doanh thu và khách hàng cho nhà thuốc. Miễn phí dịch vụ thanh toán không tiền mặt qua VNB giảm giá từ 5 đến 10% cho tất cả khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại nhà thuốc. Triển khai các chiến lược mua chung hàng trăm các sản phẩm thuốc tân dược hàng tuần để tối ưu đầu vào cho tất cả các nhà thuốc khi tham gia hợp tác với chúng tôi. Big Family cam kết không tham gia vào quá trình hoạt động kinh doanh của nhà thuốc, không chia lợi nhuận và ép doanh số hàng tháng, đảm bảo khoảng cách bán hàng cho nhà thuốc được tốt nhất. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được sản xuất tại nhà máy của tập đoàn đạt chứng nhận GMP và FDA của Hoa Kỳ. Big Family tự hào khi được hợp tác với tập đoàn Samsung, Samsung Display Việt Nam tại Bắc Ninh để mang những sản phẩm và uy tín, chất lượng phục vụ hơn 40.000 cán bộ công nhân viên. Chúng tôi cũng tự hào và vinh dự khi được sự tin tưởng hợp tác từ những hệ thống nhà thuốc lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác với chuỗi nhà thuốc Mạnh Tý với gần 80 nhà thuốc trải dài từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, chuỗi nhà thuốc Thủy Thiên với gần 60 nhà thuốc tại Nghệ An, chuỗi nhà thuốc Cao Phát với hơn 40 nhà thuốc tại Bình Định và rất nhiều những nhà thuốc uy tín lớn trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Nếu các anh chị nhà thuốc đang mong muốn tăng trưởng doanh số x2, x3, thậm chí là x5 hoặc muốn nhân bản từ 1 lên 3 lên 5 hay nhiều nhà thuốc thì hãy để lại số điện thoại hoặc inbox trực tiếp xuống dưới bài viết này. Tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ tất cả các anh chị tốt nhất. Mọi người hãy nhanh tay đăng ký chỉ duy nhất dành tặng ưu đãi cho 20 nhà thuốc và quầy thuốc tham gia hợp tác trong line này sẽ được miễn phí bộ công cụ gia tăng doanh thu lên đến hàng trăm triệu. Nhà thuốc thứ 21 sẽ không còn khuyến mại.